Hôm nay mình sẽ làm xoài với sữa chua trộn cho có tiết ăn nhé. Nên mình sẽ gọt xoài đây. Được không con? Được không? Thôi con đừng cạp, để ba gọt nha. Làm cho con ăn nha. Nào con qua đây ngồi. Con lại đây ngồi đi. Nào con xích ra đây. Con xích ra đây. Đấy. Con đừng cắn con. Rồi. Ngon chưa? Ngon chưa? Rồi. Rồi được rồi, được rồi, để ba dầm dầm sữa cho con ăn nhé. À, con ra đây ngồi. Con ra đây ngồi. Con ra đây ngồi. Rồi, con xếp ra sau. Để ba dầm sữa chua cho con ăn. Cái chén cho con nha. Để ba dầm xoài, để ba dầm sữa chua cho con ăn nha. Rồi, để ba lấy sữa chua ba dầm cho con nha. Này, để ba bóc sữa chua ba đổ vô nha. Để ba đổ sữa chua vào nha. Nha. Đừng ba đổ sữa chua vào chứ. Tết. Rồi, con không được bóc nha. Này, ngon chưa? Tay con bẩn. Ngon chưa này ba đút cho nha. Chỗ ngón chữa. Để ba múc cho nó, ngon quá. À, thôi con ngồi xuống đi, con nằm đi, con ngồi xuống, để bấm kìa, đúng không? Ngon quá. Lâu lâu đổi món ngon nè. Đây. Ta con không được như thế nha. Thấy chưa? Ba đút cho ăn nha. Nè.